Cũng trong sáng ngày 31 tháng 8, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hòa Thành tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thị xã nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Thị ủy Hòa Thành Trần Văn Khải cùng toàn thể đại biểu đã tiến hành nghi thức đặt vòng hoa dâng hương tại tượng đài Tổ quốc ghi công và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, ghi nhớ công ơn của những người đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hòa Thành nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quan tâm làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình chính sách, người có công, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.